Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ô Môn đã có cuộc họp giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân quận. Các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022 như nâng cấp sửa chữa các tuyến đường đã xuống cấp, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, tiến độ thực hiện đối với các dự án trong quy hoạch, xử lý rác thải sinh hoạt, nạo vét kênh rạch, khơi thông dòng chảy, bó cáp viễn thông, cải tạo hệ thống lưới điện, trụ điện, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn sử dụng điện.